Văn Lâm chỉ vào sân ở phút 90 thay cho thủ môn Trần Đình Minh Hoàng, khi tỷ số là 1-1 trên sân Quy Nhơn tối 6 tháng 7. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng muốn tận dụng khả năng bắt 11m của thủ môn tuyển Việt Nam và ông đã đúng. Văn Lâm đẩy cú sút đầu tiên của Nguyễn Đình Bắc và cú đá cuối cùng của Trần Ngọc Hiệp. Trong khi đó, Bình Định chỉ đá hỏng một cú sút luân lưu từ tiền vệ Đỗ Văn Thuận. Đặng Văn Lâm tỏ ra có duyên ở cấp quốc gia. Năm ngoái, anh góp công không nhỏ giúp Bình Định vào đến chung kết nơi đội bóng đất võ chỉ chịu thua Hà Nội. Văn Lâm thể hiện bản lĩnh, ít ngày sau khi mắc sai lầm dẫn tới bàn thua ở trận gặp Hoàng Anh Gia Lai tại V-League. Do tính chất không quá quan trọng tại cấp quốc gia, Văn Lâm dự bị còn Minh Hoàng được trao cơ hội. Bình Định phải dùng toàn bộ cầu thủ nội do đối thủ của họ đang chơi ở hạng nhất, V-League 2. Chủ nhà thủng lưới trước khi Lê Văn Hưng đệm cận thành ghi bàn ở phút 23. Đến phút 70, đại diện V-League mới gỡ hòa từ cú sút một chạm của tiền đạo Hà Đức Trinh trong cấm địa. Tỷ số 1-1 được giữ đến hết hiệp 2, để hai đội đá luân lưu mà không cần hiệp phụ. Chiến thắng giúp Bình Định vào tứ kết gặp Hà Tĩnh ngày 10 tháng 7. Mùa trước, họ đi tới chung kết và chỉ chịu thua Hà Nội 0-2 trên sân hàng đẫy. Tuy nhiên, đương kim vô địch Hà Nội đã thành cựu vương sau khi thua Viettel ở vòng 1/8.